Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tại hội nghị trung ương 9 diễn ra từ hồi ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2018, lần đầu tiên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 bàn về việc quy hoạch thành phần Tân Trung ương Đảng khóa 13 2021-2026 cũng như bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và ban Bí thư. Nhưng nội dung then chốt nhất của kỳ họp này là ông Nguyễn Phú Trọng muốn giới thiệu ông Trần Quốc Vượng thường trực Ban Bí thư làm ứng viên Tổng Bí thư cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế mà suốt gần 2 năm qua, ông Trần Quốc Vượng đã được ông Trọng chuẩn bị như là người thay thế, đảm trách nhiều công tác đặc biệt liên quan đến sự chọn lọc hướng dẫn thành phần tân trung ương khóa 13. Vì đây chính là những nhân sự sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ông Vượng trong trọng trách vụ tân tổng bí thư tại Đại hội 13 dự trù sẽ diễn ra vào tháng riêng năm 2021. Mới đến nhất, trong lúc đại dịch virus Vũ Hán đang còn đe dọa khắp trong xã hội, ông Trần Quốc Vượng đã thay mặt Bộ Chính trị ký 3 văn kiện mang tính chất điều hành, đó là chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh kinh tế tập thể hợp tác xã, chỉ thị tăng cường nghiên cứu lý luận và chỉ thị đảng viên phải đọc và phổ biến sách báo của đảng. Cả ba chỉ thị này là quá thường đối với những người ngoài đảng, nhưng trong nội bộ đảng thì đây là chỉ thị mang tính chất củng cố vai trò cầm trịch của ông Trần Quốc Vượng và cũng để cho ông Trọng an tâm là nếu như ông Vượng có lên thay thế thì cũng sẽ tiếp tục củng cố và duy trì quyền lực của phe đảng. Đại dịch virus Vũ Hán đã ập đến bất ngờ cùng với những ứng xử của đàn anh Trung Cộng ở Biển Đông nhất là xung đột ngày một gây gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong hai tháng qua, đã và đang làm thay đổi tư duy của lãnh đạo và cán bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số trong thành phần cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng đây là cơ hội để tìm cách thoát dần ảnh hưởng của Bắc Kinh và nhiều người hay gọi là thoát chung, đồng thời có chính sách mạnh mẽ hơn trong việc mở cửa, đón tiếp làn sóng doanh nghiệp, ngoại quốc đang chuẩn bị di rời nhà máy khỏi Trung Quốc sau đại dịch virus Vũ Hán. Để đón bắt thời cơ này, một số quan điểm cho rằng vị trí lãnh đạo đảng trong thời gian tới phải là người có tầm quốc tế và nhất là người có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành bộ máy hành chính. Xu hướng này tuy mới nảy sinh sau vụ virus Vũ Hán nhưng đang được tác động mạnh mẽ trong nội bộ của đảng trở thành nội dung trao đổi giữa nhiều ủy viên Trung ương đảng về dự hội nghị lần thứ 12 đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất xuất hiện này gồm ông Nguyễn Phú Trọng 76 tuổi, Nguyễn Xuân Phúc 66 tuổi, Nguyễn Thị Kim Ngân 66 tuổi và Trần Quốc Vượng 67 tuổi là những nhân vật có nhiều cơ hội nhất được chọn để giữ ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trong bốn người này ông Trọng sẽ nghỉ hưu vì sức khỏe yếu. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ nghỉ hưu vì khả năng lãnh đạo đã đụng trần, chỉ còn lại Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Trần Quốc Vượng chỉ là cán bộ điều hành trong nội bộ Đảng không có kinh nghiệm điều hành bộ máy hành chính và hoàn toàn không có khả năng về kinh tế đối ngoại, trong khi đó thì ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc xuất thân là cán bộ hành tránh cấp tỉnh, giữ chức phó thủ tướng 5 năm, năm từ năm 2011 đến 2016 và hiện là thủ tướng chính phủ từ năm 2016 đến nay. Đặc biệt là trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ khi đến thăm căn cứ địa cách mạng nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Xuân Phúc được coi là nhân vật cao nhất trong chính phủ và trong đảng để đón tiếp các vị khách nước ngoài cũng như tham dự nhiều cuộc họp quan trọng của khối G20 ASEAN-APEC. Do đó mà tư thế Quốc tế của ông Nguyễn Xuân Phúc đã nổi bật hơn ông Trần Quốc Vượng để trở thành một ứng viên đầy tiềm năng cho ghế Tổng Bí thư Đảng trong năm 2021 đến 2026 khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thắt chung và đẩy mạnh quan hệ kinh tế với thế giới bên ngoài. Nếu như ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc được chọn làm tổng bí thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng thì nhiều phần ông Phạm Bình Minh sẽ được chọn làm chủ tịch nước vì khả năng đối ngoại của ông Minh đã xây dựng trong 10 năm qua khi ở vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Còn phụ trách vụ thủ tướng thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị từ đầu năm 2020 khi đưa ông Vương Đình Huệ về làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Nhằm đáp ứng tiêu chí đòi hỏi của một thủ tướng là từng kinh qua việc điều hành đảng ủy cấp địa phương. Sở dĩ ông Nguyễn Phú trọng chuẩn bị ông Vương Đình Huệ làm ứng viên cho ghế thủ tướng là vì nghĩ rằng sẽ giúp cho ông Trần Quốc Vượng nếu được chọn làm tổng bí thư. Vì ông Vương Đình Huệ từng là trưởng ban kinh tế trung ương, bộ trưởng Bộ Tài chính và là phó thủ tướng đặc trách kinh tế trước khi đưa sang làm bí thư Hà Nội vào tháng 4 vừa rồi tóm lại nếu như hậu virus vũ hán đang làm cho nhiều quốc gia phải thay đổi thế trận trong các chính sách đối nội lẫn đối ngoại thì việt nam cũng không nằm ngoại lệ việt nam dù không bị thiệt hại nặng nề về y tế khi số người lây nhiễm thấp và không có số ca tử vong theo báo cáo của đảng cộng sản việt nam nên sinh hoạt xã hội đã phục hồi một cách nhanh chóng tuy nhiên nền kinh tế của việt nam phần lớn dựa vào đầu tư ngoại quốc và gia công xuất khẩu sang các thị trường như hoa kỳ và châu âu mà những thị trường này vẫn đang bị đình động vì dịch virus Vũ Hán chưa có dấu hiệu vượt qua và đang có chủ trương khuyến khích các công ty nước của mình rút khỏi thị trường Trung Quốc đã đặt cho lãnh đạo Cộng sản Việt Nam những cơ hội và thách đố trong 5 năm tới trong sự chuyển đổi tại Việt Nam. Chính trong bối cảnh này, Hội nghị 12 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã đặt cho ông Nguyễn Phú Trọng một bài toán nhức đầu. Chọn ông Vượng hay ông Phúc làm tổng bí thư cho 5 năm tới Liệu hai phe Phúc Vượng có đấu đá kịch liệt để tranh giành quyền lực như các phe trọng dũng thời tiền đại hội 12 năm 2016 hay không? Câu trả lời có lẽ là sáng tỏ hơn khi dịch virus Vũ Hán tạm lui để nhường chỗ cho dịch nội chiến quyền lực phát tán bùng nổ trong những ngày tháng trước mặt. Nhân sự trung ương khóa 13 cần có 3 độ tuổi đó là dưới 50, trên 50 và trên 60 tuổi. Trường hợp đặc biệt ngoài 3 độ tuổi trên thì Trung ương Bộ Chính trị cân nhắc trình ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chiều hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 tiêu chuẩn số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội 13 của Đảng và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. Về phương hướng công tác nhân sự, ban chấp hành trung ương khóa 13 ông tổng bí thư cho biết, trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và thống nhất cao với báo cáo của bộ chính trị trình hội nghị. Không thể để lọt vào trung ương người giàu nhanh, nhiều nhà và nhiều đất Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, nam từ trung ương cho đến địa phương, ai cũng giàu, ai cũng nhiều nhà, nhiều cửa và nhiều đất đai cũng như tài sản của chìm của nội. Như vậy thì nếu như theo quy định của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước là không để lọt vào trung ương những người giàu nhanh và nhiều nhà nhiều đất, vậy thì lấy đâu ra người vào trung ương đây? Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương khóa 13 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy hoạch trong các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt chú trọng một số vấn đề. Cụ thể là có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của Đảng, hiến pháp và lợi ích quốc gia dân tộc đồng thời có ý chí chiến đấu cao kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái, kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả. Ủy viên Trung ương phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm, có tinh thần trách nhiệm cao tận tụy với công việc dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đảng và của nhà nước bản thân không tham nhũng quan liêu cơ hội vụ lợi tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu tham nhũng không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng gương mẫu chấp hành sự phân công của nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình công minh công bằng trong đánh giá sử dụng cán bộ có trí tuệ tầm nhìn có trình độ để tham gia hoạch định đường lối chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách nhiệm vụ của đảng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực sáng tạo làm việc có hiệu quả dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm đoàn kết quy tụ phát huy được đội ngũ và cán bộ trong lĩnh vực địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan đơn vị của mình thành công hoàn thành tốt những chức năng, nhiệm vụ được giao và có ý thức trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào quyết định chung của Trung ương, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như nói về sức khỏe thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là người không đủ sức khỏe nhất trong giới chóc bù của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì thời gian ông nhận ông nhận hai lương chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước nhưng thực tế thì thời gian ông làm việc cho hai cái ghế này hầu như là không có mà thời gian của ông dành để nằm viện nhiều hơn là ở nhà và thời gian ở nhà cũng sẽ nhiều hơn ở nơi làm việc vì thế ông là người không đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ ông đừng ban ra những quy định vớ vẩn như vậy và ông tổng bí thư cũng nhấn mạnh rằng ủy viên bộ chính trị ban bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu mẫu mực của ban chấp hành trung ương về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trí tuệ ý chí chiến đấu năng lực lãnh đạo quản lý ý thức tổ chức kỷ luật có tầm nhìn và tư duy chiến lược có khả năng phân tích dự báo tổng hợp đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn có trình độ hiểu biết sâu sắc và lý luận chính trị biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài là ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đương nhiệm với nhiệm vụ. Ông Tổng Bí thư cũng lưu ý rằng kiên quyết không để lọt vào trung ương những người có một trong những khuyết điểm sau đây. Một là bản lĩnh chính trị không được vững vàng, không kiên định với đường lối, quan điểm của Đảng có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực, xu nịnh chạy trọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ và thấy sai không đấu tranh. Hay là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, không công minh trong đánh giá sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình ba là để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương cơ quan đơn vị mà mình quản lý bốn là không chịu nghiên cứu học hỏi bảo thủ trì trệ làm việc kém hiệu quả nói nhiều làm ít nói không đi đôi với làm năm là ý thức kỷ luật kém không chấp hành sự điều động phân công của tổ chức uy tín thấp sáu là khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất nhiều tài sản khác mà không giải trình được nguồn gốc bản thân vợ hoặc chồng còn có lối sống thiếu gương mẫu lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính bảy là vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay ngoài độ tuổi Bộ Chính trị cân nhắc trình Trung ương xem xét quyết định trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn Ban chấp hành Trung ương khóa 13 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng ủy viên Trung ương và các vị trí địa bàn lĩnh vực công tác trọng yếu, chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, Trung ương khóa 13 cần có 3 độ tuổi dưới 50, trên 50 và trên 60 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt cần phải cơ cấu vào ban chấp hành Trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và ngoài độ tuổi theo tiêu chuẩn thì bộ chính trị cần nhắc trình ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định việc đề cử với hội với đại hội đảng. Về phương pháp và quy trình giới thiệu lựa chọn nhân sự Trung ương khóa 13. Trung ương nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, trong đó có khâu giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương. Việc giới thiệu lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nói chung phải trên cơ sở quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả giới thiệu tín nhiệm cao của Trung ương, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với việc sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư yêu cầu tiểu ban nhân sự đại hội của Bộ Chính trị cần chỉ đạo chặt chẽ để việc giới thiệu lựa chọn nhân sự đảm bảo đúng quy định của điều lệ Đảng, các quy định quy chế của Trung ương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa bảo đảm vừa phát huy dân chủ, vừa tập trung thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng những chủ trương biện pháp mà Trung ương đã quyết định. Đặc biệt, các ủy viên Trung ương phải gương mẫu có tinh thần trách nhiệm cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức quy chế quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu lựa chọn nhân sự và chấp hành Trung ương khóa 13, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc trên hết. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như theo những quy định điều lệ của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vừa đọc vừa thông qua tại hội nghị trung ương 12 thì theo quý vị và các bạn cho chúng tôi biết được rằng ai sẽ được lọt vào trung ương bộ chính trị khóa 13 tiếp đây. Nếu như loại bỏ tất cả những gì theo quy định mà ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi